Hello. Chào mọi người. Nay mình sẽ đi Manchester Mall. Manchester Mall. Ok. Đấy. Này vắng quá ta. Lâu ngày không đi. Này vắng. Manchester Mall. Có mà ngon mà ngon. Xây sửa là cái gì vậy? Đóng cửa con này thì bác thì từ dịch vắng, từ khi có dịch kia mò nó vắng, mò này nó vắng. Nó một chút đông lắm. Đây là ngay cái Manchester Mall, là ngay cái trạm xe buýt luôn. Chạm xe bớt bóng lộn cái chạm bóng lộn vắng ở trường. Thank you.